Bóc được, quả đấy bóc được. Hay chưa? Bóc được, quả đấy bóc được. Hay chưa? Bóc được, quả đấy bóc được. Hay chưa? Túm được một chân rồi mà ông sao sao bốc. Quá dễ. Lấm lưng này, vẫn đánh lấm lưng thôi chứ. À, lấm lưng nhưng mà phải nhấp một chân này mới thua. Ok ok. Quá. Tối rồi mà không biết ra là có. Vâng, chú mà bây giờ chú mà có luôn rồi. À đấy. Không cần đến tối. Hơi bị drop hình tí. Tham đồ, chúng ta đang xe đài trên sân sới. Thực ra thì hình ảnh cũng không được ưng ý lắm. Vì chiều nay mạng 3G vẫn hơi kém. Nhưng mà các bác cố gắng ở lại xem. Cũng vẫn nhìn thấy đấy các bạn. Năm ngoái thì không có treo lèo vượt thôi, nhưng phải đánh tới 6-7 hồi. Cháu ơi, có thể quay mình đeo ở điện thoại thua. Quay nha. À đấy. Nhưng mà ông thì không có mạng. Năm nay thì có một vài treo lèo vượt hay. Có đấy. Và các quý vị khán giả không có mạng cũng sẽ có những số tiền tìm kênh của cháu cơ. Coi như là tiền xăng xe đi lại, thuốc nước về với sới thủy đôi. Mà chúng ta sẽ trở lại tiền của khán giả quay rồi. Vâng. Phải thi đấu hết mình. Cống hiến ra. Đây đây. Hiện tại đua Trọng Hải. Đấy. Gia Lâm đang nhất thắng quay thôi, đấy, đấy, là bấm quay thôi. Và ông đô Hồng Thái ở Gia Bình cũng như vậy. Xin mời các ông đô của các đại diện vào phá giúp bạn trước ạ. Xin mời các sới. Thế thế này là quay rồi. Vâng, chú ấn là chú quay thôi. Có thể ấn được quay. Ông không biết được quay. Kiên xá của Phú Mẫn. Ấn vào đỏ này. Xuất hiện tại sới thủy đôi. Chưa thấy ông đô chờ nào cả. Chưa thấy ông đô đô của thị trấn chờ Bắc Ninh. Gọi là hình ảnh hơi được tạm được rồi. Em ở hình ảnh này em không ưng lắm các bạn. Quay đây là sau mình mở là có cả tiếng nói. Có hết ạ. Úi dồi, úi dồi, làm gì đây, làm gì đây. Đấy, giờ lại có tin mạng rồi. Phản phát rất hay của ông đô Trung Đức đến từ Yên Phú. Phát à? Chưa được rồi. Ông đô cố đỏ này nhìn quen mặt này chú nhỉ? Chắc cũng đi vật nhiều ấy. Ông này ông đô này tựa giống Nguyễn Đức Long của Thành Thất. Còn Nguyễn Đức Long là của đội của Đào Thị Nhân của Gia Bình. Nguyễn Đình Long khác, Nguyễn Đình Long khác. Rồi, có vật Ngô Tiến Sao, Đỗ Tùng Lâm, Đô Cấn Đất Dự. Chưa có mấy đô đấy về anh Phương Phương mà tê ạ. Chưa có đâu. Chưa có mấy đô đấy. Mình cứ nói chuyện với lại các ông đô được. Đâu nói chuyện với khán giả đang xem trực tiếp. Okay. Dạ vâng chú ạ. Khán giả đang xem trực tiếp. Okay. Khán giả nhắn tin ở đây thì cháu trả lời được mà. Ô chết. À đây là vật này, là vật nổi hai chân là thua các bác. À cứ nổi hai chân là thua. Không phải lấm lưng trong bộ cũng thua. Xem ở Kinh Đông với lại ở đấy là phải lấm lưng trong bộ. Túm nhầm. Chào bác Mr. Hằng, hội làng Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội bác nhá. Xác định đó là tình huống phạm luật. À, phạm luật. Trọng tài cứng phết. Trong vật cổ truyền thì không được kéo khố. Gèo phù thế nhé, bóng đá gèo vào. Ê, cơn mưa đang ở kia đen sầy. Đang ấy mưa đấy chắc mình không mưa. Mưa đấy chính là mình không mưa. Văn Toàn đang gặp đôi chút về. Chắc là cọ một mũi à? Vấn đề sức khỏe. Gần tối về cứ rong mưa chả phải từ ấy. Vâng. Mưa là phải từ. Vâng. Vâng, hai sới.
Thế chúng ta sẽ trở lại với lại hai ông đô này vừa nghỉ xong đấy các bạn. Bánh tiếp thì không phải xe đài nữa, và bánh tiếp thôi. Đấy. Chưa thấy có miếng đánh nào đối thủ nó lộ ra những miếng đánh hay các bạn ạ. Rồi túm được một chân rồi mà ông sang bốc. Quá dễ. Đang tấn công ở thành tự sát. Ông Đô xin công bố kết quả giải vừa qua. Ông Đô Nguyễn Văn Toàn của Quân Nhân Dân Phố Xanh đã nhất thắng cuộc leo đường. Ê vì nhỉ. Và xin mời Đô đầu. Đấy giờ trông sáng ghê. Sáng. Giờ trông sáng ghê. Góc này này. Đúng rồi. Nói nhiều nó khản cái cổ ấy. Khả năng là không mưa chú ạ, cơn chạy qua rồi. Chỗ này là cục này, nó đuổi đi mà. Ngày xưa ở quê, ở ngoài cánh đồng mà quê thua lúa với thóc ấy, là phải nhìn cơn. Nhưng mà không biết là chạy về đến nơi thì nó không mưa là chạy qua. Lấm lưng đấy, vẫn đánh lấm lưng thôi chứ. À, lấm lưng là phải nhấc một chân lên mới thua. Ok ok. Đúng rồi, lấm lưng không có tác dụng gì. Nhấc một chân lên là mới thua. Ok. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua. Ông Đỗ Nguyễn Văn Toàn của Công an Nhân dân đã toàn thắng đại thường. Toàn Công an Nhân dân. Có tiền hạn. Nhưng mà trao mẹ thường cho ông Đỗ. Hôm nay phải nói đánh toàn những ông đô trẻ mà người đẹp nhỉ, cứ như kiểu tập gym ấy. Đấy, ông đô toàn như kiểu đó tập gym ấy, người đẹp không? Khá là đẹp. Đấy, hai ông đô này. Chúng tôi xin giới thiệu keo vật. Xem hai ông đô này biết sướng. Ông đô Trọng Hải ở Gia Lâm, Phố Xanh đã nhất thắng một keo. Và ông đô Trung Đức ở Yên Phú Quốc Sơn, Hòa Bá. Xin mời hai ông đô lần lượt thi đấu. Quay ông nào đây, ông nào để xem ông nào múa đẹp ta quay. Thôi. Quay ông này đi. Bãi nó rộng, hai đứa dân xem họ nó vặn mà. Vâng. Đấy thôi, nó đông quá. Quá đẹp. Nó lại bãi nó thấp, quất nàng, quất núi đâu có nóng, biên nó xe. Ông đồ Phố Xanh người đẹp nhỉ. Rồi. Đang xem là chú định làm gì anh đây. Phố đỏ thì có vẻ cao hơn phố xanh một tí các bạn. Nhưng về hình thể hai ông đô này cơ bắp ngang nhau. Nhưng mà theo như Hoàng Triều nghĩ là phần thắng sẽ nghiêng về ông đô phố xanh nhiều hơn. Phố xanh có vẻ là cứng hơn. Úi giời, sáng sau mất. Năm 11 bác rồi, bác xem đang lên. Quá tuyệt vời cho đất và người buổi chiều ngày hôm nay. Thôi, chết thua mất em ơi. Chữa đi, bỏ chạy đi. Quay lại túm được chân nhưng bị đòn gãy đó. Gãy, chạy. Cái miếng đánh này giống như kiểu đang bắt một con rắn đấy, xong nó trườn ra ngoài các bạn. Kiểu hình tượng như thế. Lại bị phản đòn rồi. Ôi, hay quá. Phát được rồi. Cấn Đức Dự có mặt chưa anh? Chưa có anh Lê Thanh Nghị ơi, chưa thấy Cấn Đức Dự về anh nhá. Hy vọng là chiều mai phá ngắt giải thì sẽ đông hơn anh ạ. Ôi, thôi thua mất. Gãy lên. Túm chân rồi. Cái quăng nhìn. Rồi đứng lên, chán đứng lên. Chán đứng lên rồi. Vác rồi. Bốc được, quả đấy bốc được. Hay nhá. Ôi miếng chặt chân đấy hay quá. Đòn đấy không phải là đòn gãy rồi các bạn, mà đấy gọi đòn cắt kéo rồi. Đúng rồi đấy, nó gọi là đòn cắt kéo. Kết quả keo vật đèo thường vừa qua. Hay thật. Ông đô Trọng Hải ở Gia Lâm đã toàn thắng đèo thường.
xin mời ban chức sẽ trao giải thưởng. Không có tiền.